em là Vũ Phượng, em là chuyên viên tư vấn các chương trình di trú và quốc tịch của công ty Portugal & Rich. Và chào mừng tất cả quý anh chị nhà đầu tư đã đến với tập 2 trong chuỗi series bạn hỏi chuyên gia của chúng tôi trả lời trong ngày hôm nay. Và chủ đề của video ngày hôm nay thì sẽ là chia sẻ cái nhận định đánh giá của chuyên gia về tình hình định cư trong thời gian sắp tới. Và vị diễn giả đặc biệt của buổi chia sẻ ngày hôm nay không ai khác đó chính là ngài Jeffrey Positive. Ông là CEO đồng thời là nhà sáng lập của công ty Portugal & Rich. Good morning, Mr. Jeffrey. Good morning. Yeah, thank you for joining us today and say share your opinion about immigration for next time. So the first thing we discussed, like you think what the pandemic affect to the plan immigration plan? Let's put it this way. With regards to plans for clients, I think this is the best time for clients to start their immigration plans. Yeah. Because if you start your process today, you have approximately maybe 2-3 months to get your documents ready in order. Yes. And then you have an application stage. The application stage is usually between 4 to 6 months. So we're talking about 1 year approximately, from start to finish. Yes. Many of the programs, such as the Caribbean program, such as Malta, you do the investment once you are approved, so you are not, or you do not have to pay a big amount of money today. It's a safe for client. Precisely, but in 12 months time. Yeah, but you know, like with my experience with client, it's two-tier plan. Like one day we postpone, after the time they will say, hey, just wait for the moment for everything back to normal. But the other type, like they say they will do that right now. Just so they make that plan for a long time, and now the right time for them to do that. And just so they say, who knows what will happen for next time. So you agree with that? With regards to the first type of clients, I've mentioned that we are in a normal situation. The only difference is maybe we are wearing masks and we have to be a bit more careful. But we are in a normal situation. All shops are open, restaurants are open, so it's a normal situation. Yeah, and I think everything do online, it's not affect much, right? Correct, everything is done online, it doesn't affect completely. So you can start the process now. If your business is not doing as well as it was doing in 2019. Just wait, right? No, well, you can start now because you still have 12 months. No, and you wait for a few months. You have to invest, you don't need to invest now. Correct. Yeah. So you still have to invest in a few months time. So. Yes, okay. Và các anh chị có biết là tại vì thật ra cái thời điểm này là cái thời điểm mà sẽ có hai cái luồng xu hướng khác nhau. Một luồng xu hướng là các anh chị ấy sẽ tạm thời hoãn lại cái chương trình định cư vì cái công việc kinh doanh đã bị ảnh hưởng do cái đợt dịch vừa qua. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có một xu hướng là các anh chị nhà đầu tư họ quyết định là làm ngay lập tức. Bởi vì đây là một cái kế hoạch dài hơi trong cái hướng đi của họ và thời điểm này thì họ cảm thấy là họ cần phải làm ngay bây giờ. Yes, for the next. Like, you know, after this moment, what kind of immigration program will more attractive plan? There's always the Caribbean passports, which are always ideal for clients because it gives them not only freedom to travel, but even freedom to move and do business in other countries. And then you have the traditional markets such as Malta, Portugal, Greece. Yes. These are all destinations. You can start the process now. Yes. You don't have to visit these countries. The requirement for client is easier, right? Let's not take Caribbean passports. Caribbean passports, you don't even have to visit Grenada. For whole process, you will actually receive the passport here in Vietnam, in Grenada, in Lucia. No plan, no need to fly to Caribbean country to Correct. The only Caribbean country that you would need to fly to, which is Antigua and Barbuda, all the other four Caribbean passports, Grenada, St. Kitts, St. Lucia, and Dominica, you actually receive your passports here in Vietnam. So the whole process is done online, and there is nothing to worry about. Yes. And thưa các quý anh chị là thật ra sau cái thời điểm này thì xu hướng các chương trình mua hộ chiếu của Caribbean cũng như là các chương trình nhận được thẻ thường trú nhân vĩnh viễn của các quốc gia châu
Âu với những cái yếu tố là thời gian xử lý nhanh chóng, cái chi phí hợp lý và tất cả cái quá trình hồ sơ đều được thực hiện online, thì đây sẽ là những cái yếu tố ảnh hưởng tích cực tới cái xu hướng định cư trong tương lai của các nhà đầu tư. Yeah, for and the last thing for today, like we discussed about EB5 program. What do you think about that? EB5 is a bit of a complicated one. Yeah, at the moment in the market, yeah, it's a lot of rumor about it. So EB5 from 500,000 went to 900,000. Yeah, that's a big amount. Big jump. Yeah. And then we had a court decision for it to come back down to 500,000 for direct investment. Yes. The regional and for regional center also, 500 for Latun. Correct. Yes. And now, from what we hear from the American experts, American lawyers, it seems that it would be going up to 750,000. Yeah. So. But not exactly, right? It's just a reading. We have to wait and see. We don't know. Okay. No one will say, anything. No one knows. But if a client is thinking of EB5, do EB5, and this is a very important point to tell our viewers, yes, is that if they want to do EB5 now, yeah, they should rush to today, not tomorrow, today, because it's still 500,000 for direct investment. Oh, that's still good news. Dạ vâng, và cái chia sẻ cuối cùng của buổi ngày hôm nay đó chính là về chương trình EB5. Thì thời gian này đang là cái thời gian nóng trên thị trường mà các anh chị nhà đầu tư nghe rất là nhiều các tin đồn về chương trình EB5 là có được làm cái 500 hay là 900 hay là 700 rưỡi. Thì thật ra con số này tới thời điểm hiện tại vẫn còn là một ẩn số ạ. Và sau ngày 3 tháng 12 năm 2021 thì theo các dự đoán của các chuyên gia di trú trong ngành cũng như các luật sư di trú về chương trình EB5 thì có thể chương trình sẽ tăng lên con số là 750.000. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, nếu như các anh chị nhà đầu tư mình vẫn muốn làm chương trình EB5 với mức đầu tư 500.000 thì anh chị hoàn toàn có thể làm với chương trình đầu tư trực tiếp. Yeah, and that's it for today and thank you so much, Mr. Jeffock. So, nếu như anh chị mình đang quan tâm đến các chương trình định cư thì vui lòng liên hệ ngay với các bạn chuyên viên di trú của chúng tôi tại số điện thoại hotline 0909 898 758. Vertigo and Reed, your children we care.